Good morning mọi người ha. Sáng nay mình đi tập thể dục các bạn. Trời hôm nay có một chút mưa phùn nhỏ nhỏ. Trời khá là âm u. Mình đang đi dạo dạo bên cái khu đô thị ở Xuân các bạn. Nhân dịp thì đến cái hồ Sang này để mình quay phim mình cập nhật cái tình hình chỗ thi công chỗ này như thế nào các bạn ha. Thì bữa trước thì mình cũng có clip mình quay một đoạn ngắn ngắn về cái chỗ này các bạn này. Người ta đang làm cái đường đổ bộ trong này đây. Thì ngày hôm nay mình quay đó lại thì mình thấy họ lắc cái vỉa hè rồi các bạn này. Đây. Chung là cũng 3 tuần rồi đó. Mình nhớ nhớ cũng 3 tuần rồi. Hồi đó thì họ chỉ mới đổ cái đường bê tông thôi, còn bây giờ là họ tiếp tục, người ta đang lát cái vỉa hè này. Đó, người ta cũng mới làm được tới đây thôi. Nói chung theo mình đánh giá là họ thi công chậm các bạn ạ. Một cái khu cũng rộng như thế này mà họ chưa có đầu tư xứng đáng. Mình có cảm giác là giống như là họ làm mà kéo dài ra, chứ họ không có dám đổ tiền lớn để người ta đầu tư. Thực tế ở đây mà một cái tập đoàn lớn thì các bạn biết là họ chỉ cần người ta đổ tiền vào là làm rất là nhanh. Khu này thì cũng không rộng lắm, quan trọng nhất là cái hồ này làm nó hơi tốn công tí thôi, chứ còn làm cái cảnh xung quanh này thì mình làm không khó. Có nghĩa là họ làm mang chắc là giống như kéo dài thời gian, kéo dài công trình ra, chứ không phải là họ cố tình họ làm như vậy đó. Họ dư sức mà, họ có nhiều tiền mà. Đây là cái hồ bên sông các bạn, toàn bộ cái view hồ bên sông đây là cực đẹp. Giá cả thì sẽ cao hơn những cái lô khu vực xung quanh ở đây. Ở đây nói chung là có tiền mua thì ở, thì theo mình là nó rất là tuyệt vời. Đây là một trong những cái vị trí đẹp nhất của khu Nam Hòa Xuân. Toàn bộ này sau thi công thấy toàn có những công viên rất là đẹp. Có hồ này, hồ Địa Hòa. Hồ này thì hiện bây giờ là hồ này là không có cống vào, cho nên là cái hồ này nó không có nhiễm đâu các bạn. Các bạn ở là yên tâm đi. Có cống đồ kia các bạn thấy đó, cống đồ kia là lấy nước sông đổ vào, đối lưu với dòng sông là có hồ của mình, cho nên là yên tâm. Trừ trường hợp là con sông ô nhiễm kia thì cái hồ này mới ô nhiễm thay, chứ còn trong cái hồ này mình thấy cũng tương đối rộng. Khu này người ta gọi là khu đầm sang đấy các bạn. Toàn bộ khu vực này mình thấy chỉ có lát đá một hai cái nhà mọc lên thôi. Khu này mà thêm mình dự đoán các bạn, mình đoán thử cảm nhận của mình thôi, là toàn bộ khu này ít nhất là phải 15 năm sau á, thì họ mai đâu có khoảng 30% cái nhà về đây người ta ở. 15 năm các bạn ạ. Tại vì sao mình nói 15 năm? Tại vì tất cả những cái người mà mua đất ở đây các bạn này, mà mua trong cái thời kỳ là đỉnh điểm, giá rất là cao. Một lô ở đường cái đây các bạn này, trước người ta mua đã trên 5 tỷ lô rồi. 5 tỷ rưỡi 6 tỷ lô rồi. Mà những người đó là những người ai? Là những nhà đầu tư thôi, chứ còn ngồi ra không ai có đủ số tiền lớn để mua như vậy sao đó. Mà những nhà đầu tư thì như các bạn biết rồi, người ta mua để người ta bán lại thôi, chứ người ta đâu ở đâu. Những người dân Hà Nội này, Hải Phòng này, thành phố Hồ Chí Minh này, người ta có nhà rồi,
người ta mua rồi người ta truyền tay nhau thôi, chứ còn người dân mà đích thực mà có 6 tỷ để mua một lô đất ở đây là những người nó hiếm lắm. Phần đa những người đó người ta có điều kiện rồi, nếu họ có ở thì mình nghĩ là chắc con cái họ ở thôi, chứ chưa chắc họ về đây người ta ở đâu đó. Cho nên mình nói là 15 năm sau mà chỉ có 30% dân số về ở là mình lý luận theo cái logic như vậy. Tại vì khu vực xung quanh đây người ta bán giá cao quá, bây giờ tụt giá rồi các bạn này, bây giờ còn khoảng 4 tỷ, 4 tỷ là tối đa, không nhiều hơn, không tới 4 tỷ đâu. Thời điểm này thời điểm là quá hợp lý để mình sở hữu một cái đất vang view hồ này, cái đường trang bên kia các bạn này, sau lưng con đường này, sau lưng con đường này hồi xưa là đã 4 tỷ rồi, bây giờ còn còn có 2 tỷ, 2 tỷ 6, 2 tỷ 7 thôi là có biển, các bạn biết là rớt mất 1 tỷ tư lô rồi. Thì con đường này còn rớt còn khủng hơn nữa, tại vì giá nó lên quá cao cho nên nó rớt còn khủng hơn. Anh nào mà lên giá vừa thì rớt ít hơn. Chung cái khu này là toàn mấy anh có tiền mua ra đó, cho nên trừ mấy anh phải cố anh giữ thôi, còn anh nào mà cạc xô chị không nổi bán. Mà mình thấy người ta bán chủ yếu cái lô kia, chứ còn những cái lô mà nó nằm dọc dọc nó xong nên cũng ít người bán đó các bạn này, ít lắm, lâu lâu mới có người bán, có nghĩa là toàn những người già già người ta mua, bây giờ lỡ rồi thì phải giữ luôn, bán lỗ quá. Các bạn biết là 6 tỷ mà lỗ 2 tỷ thì lớn quá. Tuy là lỗ 30% nhưng mà 2 tỷ. Còn bên kia người ta mua 3 tỷ, người ta lỗ 1 tỷ thì còn có 2 tỷ. Cũng lỗ 30% nhưng mà lỗ có 1 tỷ thôi. Bởi có nghề đất cát này làm thì cũng ra tiền đấy các bạn này. Nhưng mà hồi mình sơ xuất phát là nó xuống giá, ăn xuống giá rất là sao. Mà đặc biệt ở năm mà xuân này các bạn biết không? Cái thời kỳ đỉnh điểm nó bơm giá khủng khiếp quá. Cho nên hồ cũng rất cũng khủng luôn. Tất cả các nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng này đều rất là ít nhất phải 30% rồi. Tình hình dịch Covid kéo dài từ đây đến cuối năm mình nghĩ là nó giảm còn 50%. Trường này còn giảm nữa các bạn này. Dự báo nền kinh tế Việt Nam và thế giới nó không được sáng sủa. Có đây mấy ngày mình đọc có tin là dự báo của các hãng có uy tín thế giới đều nhận xét là nền kinh tế thế giới là có khả năng là âm năm nay là chắc rồi đó. Những cái đầu tàu kinh tế như Mỹ là âm, châu Âu âm, Trung Quốc cũng có khả năng là âm. Trung Quốc thì báo cáo số liệu nó giả, mình không có tin được. Nhiều lúc nói tăng 2-3%, thực tế là âm trong đó. Và Việt Nam là một cái chuỗi cung ứng sản phẩm của các nước trên thế giới, cho nên là mình sẽ bị nguy cơ sẽ âm hoặc là dương, là dương rất rất nhỏ thôi. Năm nay giỏi lắm tầm cỡ 2-3% đấy, không nhiều hơn nữa các bạn này. Cho nên cái tình hình này là nó không có sáng sủa. Cho nên tinh thần là các bạn mà làm bất động sản thì phải cố gắng bằng mọi cách nào đó để xoay sở để mình sống sót, ít nhất là tinh thần là qua hết năm nay đó. Thì bây giờ như các bạn biết á, đợt vừa rồi là mình cũng đọc báo và nghe thông tin là chính phủ sẽ có những hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp làm thị trường bất động sản, mà chủ yếu là giãn nợ, giảm thuế, chứ không có cho vay hỗ trợ để phát triển thị trường bất động sản đâu các bạn.
Đó, các bạn thấy không? Và hiện bây giờ các ngân hàng cũng không có cho vay làm bất động sản nào, cho nên thị trường có đầu ra không có, người dân thu nhập giảm sút nữa, cho nên tình hình nó rất khó khăn. Còn những bài báo người ta đang lên báo, người ta đang đăng vậy thôi, chứ các bạn cũng cũng đừng có tin lắm. Mình đọc rất là nhiều tờ báo rồi. Chỗ này nó cắt lề rồi các bạn này, đó nhìn có vẻ nó tươm tắt lại rồi, hai bên mà nó trồng hoa nữa thì đẹp. Có đèo nằm thấy đầu tư nó èo quá, giá như đầu tư thiệt mạnh mẽ lên. Tụi cái đang hạ tầng quan trọng nhất, hạ tầng đấy nó hoàn thiện rồi các bạn này, đó quan trọng nhất, hạ tầng nó hoàn thiện hết rồi, là những cái phần bên bờ nó dễ lắm, mình đổ tiền ra mình đầu tư ra là nhìn rất là đẹp. Các nhà đầu tư người ta vào, người ta nhìn ra, người ta thấy tự nhiên người ta cũng thích. Cũng giống như cái nhà các bạn thôi, các bạn muốn bán lại là các bạn phải làm mới lại, có khi các bạn tốn cỡ 100 triệu thôi, nhưng mà có khi các bạn bán lại là có được thêm 100 nữa, ví dụ như vậy. Người ta nhìn vào cái nhà nó sáng sủa, nó sạch sẽ là người ta có cảm nhận và người ta thích hơn. Thì cái ở đây cũng vậy. Mình nghĩ rằng thời điểm này là họ cũng là khó khăn về kinh phí chứ không hề đơn giản. Thì toàn bộ khu phía dưới kia các bạn này, đó toàn bộ khu dưới đó là người ta đổ đất hết ra, là người ta làm hết ra, là người ta chưa có mở bán được. Mà chưa mở bán được có nghĩa là đồng nghĩa là chưa có tiền. Thị trường bây giờ nó không có được tốt, cho nên là họ không có làm thị trường được. Các bạn biết không, mình đoán như thế này các bạn này, cái khu Nam Hòa Xuân này khi mà nó giảm giá tầm tầm cỡ dưới 2 tỷ 1 tỷ á, là mình nghĩ là nó sẽ đứng là cái giá đó. Tại vì cái giá đó là mình nghĩ là xem như là cái giá thực của nó rồi. Tại vì khu vực này là khu vực rất là đẹp, mình đánh giá cái tiềm năng của hắn, khu này rất là đẹp các bạn á. Bây giờ là ở trung tâm thành phố Đà Nẵng mình, và là chỉ còn một khu vực này nữa thôi, chứ còn gì ngoài ra là không còn khu vực nào nữa ra đó. Và đặc biệt là có một thông tin là các bạn biết đó, là trong tương lai là có khả năng là người ta bỏ bán đất này đi, có nghĩa là các chủ đầu tư sau này là không có việc, không được phân lô bán này nữa, cho nên là có việc đất này là nó không tới mức khan hiếm, nhưng điều quan trọng nhất là cái vị trí của nó. Vị trí ở đây nó là trung tâm của quận Ngũ Hành Sơn các bạn này, đó các bạn nhìn qua thấy núi thấy non rất là đầy đủ. Trung tâm quận Ngũ Hành Sơn là chỉ còn một nguyên một cái chỗ này là đẹp và tuyệt vời nhất, cho nên mà mình phán đoán cá nhân của mình là nếu dưới mà dưới cả 2 tỷ là nó sẽ dừng lại, và đó là thời điểm mà có khả năng là mình mua vào thì có khả năng là mình chờ thêm 1 năm nữa là thị trường nó sẽ tốt lên, là khu này nó sẽ sôi động lên lại. Khu ở đây thấy mình mà giá tầm tầm cỡ dưới 2 tỷ hoặc là 2 tỷ hơn 1 tí á, là mua hợp lý và ở thì nó được hơn. Còn mấy kỳ nó lên cơn sốt trên 3 tỷ thì mình là cao quá. Vì so với thu nhập mà chung của thành phố Đà Nẵng và trung bình của Việt Nam là con số có bao nhiêu dân số mà có trên 3 tỷ là con số rất là ít. Trong cái hồ này mình thấy cũng chiều chiều vào ra đây câu cá, mình thấy có lý các bạn này. Cá thì có khi không không có nhiều đâu, nhưng mà
tìm đến một cái thú vui thôi. Ở đây ví dụ như mình có được lô đôi thì làm nhà tuyệt đẹp. Mở cửa ra là các bạn đã thấy được cái view hồ rồi, đó thấy không? Chỉ cần mở cửa ra là có cái view hồ. Con cái đồ ăn chơi ở đây là các bạn cũng dễ kiểm soát được. Có công viên ở đây này, có lán đi bộ, có đường đi bộ. Mai vậy đó, trong vòng ngày đây ngày mai là Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định là tiếp tục cái gia hạn cái chỉ thị 16 hay là không, có tiếp tục cách ly hay là không. Mà những ngày gần đây là cái tình hình kiểm soát của mình là cũng khá là tốt các bạn ạ, chỉ có lác đác vài ba ca nữa thôi chứ không có nhiều. Tuy nhiên là thấy mình là Chính phủ là có khả năng là sẽ tiếp tục gia hạn hoặc là gia hạn hạn chế trong một số tỉnh thành nào đó, ví dụ như là tâm điểm là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là có khả năng là tiếp tục gia hạn, vì hai thành phố kia hiện bây giờ có số người đông dân và số người nhiễm cũng cao, cho nên là có khả năng là đoán là như vậy thôi. Còn những tỉnh thành phố khác mà không có một cái ca nào phát sinh hoặc là không có thì có thể là cho thông thương trở lại. Một ngày nào thông thương thì nền kinh tế nó mới phát triển được các bạn ạ. Các bạn biết là thành phố Đà Nẵng cũng giống như các tỉnh thành khác thôi. Những ngày hôm nay là tất cả là mua về nhà ăn hết chứ còn quán xá là đóng 100% luôn. Không cho mua, không như không mua bán thì nó không có nguồn thu nhập. Chi tiêu người này là thu nhập của người khác mà, đó là quy luật kinh tế các bạn biết rồi. Đoạn này thì chắc cũng trong tuần đi tuần tới người ta làm ta, người ta đã ở đây mới vật tư về đây rồi các bạn này. Còn chỗ này người ta đổ nhựa hay làm gì thì mình cũng không rõ nữa. Hôm nay là ngày thứ hai các bạn ạ. Mình cũng cầu chúc cho một ngày tốt đẹp cho tất cả anh em làm môi giới bất động sản, cho những bạn và những bạn khác đang đi làm tất cả những ngành nghề. Chúng ta hãy cùng chung tay chung sức để đẩy lùi cái bệnh dịch này. Ở đây là cái trung tâm công viên các bạn. Khi nào làm xong chỗ này là lên qua nha các bạn xem. Những ngày qua là các bạn đặt cái thông tin gì nó nóng hổi nhất không? Nhiều thông tin nóng hổi nhưng mà thông tin mà chỉ trích cái tổ chức quốc tế WTO, tổ chức y tế thế giới là cái ông này là ông nhận tiền quốc sao mình cũng không biết nữa, nhưng mà tao nôm na tóm lại là Trung Quốc nó gây ảnh hưởng với ổng, cho nên là ổng công bố những cái thông tin nó sai lệch hoàn toàn. Ổng công bố là thông tin là cái dịch này là không một cái loại virus này là không lây lan từ người sang người, ông nói cao như vậy, cho nên là toàn bộ châu Âu và nước Mỹ là rất là mất cảnh giác và toàn bộ những thông tin ở Trung Quốc là nó bưng bít hết. Các bạn thấy nó nguy hiểm nào cho nó các bạn ạ. Thông tin về số người chết nó bưng bít này, số người nhiễm nó bưng bít này và có cách lây lan nó cũng bưng bít luôn, và nó dùng là cái dùng cái tiếng nói của WTO nó nói mới đau nhé, các bạn thấy đau không này.
Cho nên là ông này không biết là như thế nào đó, mà mình nghĩ chắc chắn là có cái gì, nhưng mà không có là phi lý đó. Cho nên ông ta nói những điều về có lợi cho Trung Quốc không, và cuối cùng là bây giờ cả thế giới bây giờ là chìm trong một cuộc khủng hoảng. Cho nên là các nghị sĩ ở nước Mỹ, các bạn biết rồi, họ là nhà tài trợ chính và họ là người rất là thẳng tính, người ta chỉ trích quyết liệt các bạn. Kể cả tổng thống Donald Trump cũng chỉ trích trên các mạng xã hội, và người ta đòi là ông hãy từ chức. Và mình nghe một thông tin nữa là có một cái tài khoản rồi các bạn này, nó mở, nó thu thập thư ký, là đến nay là mình nghe thông tin là đã trên 700 đến 800 ngàn cái chữ ký là đòi ông ta từ chức. Mà mình thấy ông này từ chức là cũng đáng các bạn ạ. Thậm chí mà khi nước Mỹ là nghe thông tin là có việc mà lai truyền này là bắt nguồn từ, bắt nó xuất phát từ người sang người rồi, nó không còn là những thông tin như Trung Quốc nói nữa. Tại vì Mỹ là nó có những cái kênh thông tin khác các bạn này, nó có những tình báo hay nọ nó biết. Cho nên ông ta ra lệnh là đóng cửa biên giới, đóng cửa bầu trời với Trung Quốc. Như vậy là các anh giám đốc WTO này đứng lại anh bảo vệ Trung Quốc, nói là Mỹ không nên đóng cửa, làm như vậy là tiêu cực. Và các bạn thấy không, ông Donald Trump mình không phải mình nói mình khen ổng, nhưng mà ổng có những quyết định phải nói là rất là táo bạo. Nhờ ông đóng cửa sớm với biên giới Trung Quốc, bầu trời Trung Quốc á, mà số ca nhiễm nó ít hơn đó các bạn ạ, chứ còn kinh khủng nữa kìa. Hiện bây giờ tình hình Mỹ thì các bạn biết rồi đó, nặng không rồi. Hiện nay là đã trên 600 ngàn người nhiễm và đã 19 ngàn người chết rồi các bạn. Hôm qua là ngày đỉnh điểm là đến 2 ngàn người chết, một con số lớn nhất từ trước tới giờ, từ ngày mà xảy ra bệnh dịch bây giờ. Buổi sáng rồi các bạn thấy có những anh này cũng đi câu cá, hạng cao ở chỗ cái đường ra vào này. Ở đây thường có cá gì đó anh? Có rô phi với cá bóng anh. À, có cá bóng nữa hả? Có cá bóng và biết câu kìa. Rô phi và trời cũng chích điện quá, cháy nhiều lắm nè. À, có rô phi mà cũng chích điện à? Ồ, chích điện, cháy quá trời luôn. À, mình để anh cao về mình ăn, chích điện là... ghê lắm. À, ở đây. Ừ. Tôi cao đây nhiều lắm nhưng mà... Tại vì anh cao, anh chích điện là khi anh cháy là cháy con lớn, con nhỏ là cháy sạch hết trơn á. Dạ, tiêu diệt môi trường ấy. Mà đang mới kỳ là em thấy vẫn bác mà sao nó vẫn chích điện anh nè. Chích điện nhưng mà không bảo vệ ở đây họ không lúa hay mà đâu có làm gì hết đâu. À. Mấy anh chích điện đây là chỉ có công an thôi. Công an điện hắn cũng không làm luôn. À rồi lạ ra. Nó nhót hay không làm. Bên điện làm việc khác à. Làm việc của hắn. À. Chứ cái hồi này tôi nói anh mà đừng chích điện là làm cho cháy cá. À đó hả? Cầu nhiều lắm. À cá ngồi sống vô à? Cá vô với là cái hồ điều tiết mà. À đúng rồi, hồ điều tiết dạ. Là trong đây là môi trường thuận tiện nè. À. Nhanh lắm. À sinh sản nhanh. Ở dưới biết là cái con nghêu ở dưới đây này. Con nghêu à? Ngày mua hồng bác ở trần á. À đó hả? Rất là nhiều luôn. Rất là nhiều. Dạ. Ừ, có môi trường nó nên mình nghĩ là nó sạch sẽ mà nó tốt, nó yên, nước yên nữa. Mà trong này cũng có bùn trong này cho nên sống tốt. Ừ, có bóng mấy bữa câu quá trời mà. À. Có đồ phi con cũng bả đám lạng con. Ô trời, bả đám lạng là nhạo ớt luôn vậy. Ừ, bả chích điện quá đi, mình hết trơn. À. Điện mới hơi mình chụp cái con này, con tươi này. Con nó tươi mình về mình ăn được mà. Ừ, thì mới chích điện đó. Ừ. Tại vì hồi nãy anh chích là anh chưa nổ lên, trừ anh nổ lên rồi đúng không? Tí anh bác về anh nhạo cho mấy chị. Đà đà, có nè. Đây, cá mới cháy lẹ đó đó. Cá cháy lâu lẹ. Con à chích lâu cũng nổ lên. Nổ lên mà mát đục, cá này mới chích mùa thơm á. Chích mùa thơm. Đó, còn tươi rúa nữa. Ủa mà bữa qua tôi cao là cá to hơn bọn ta chứ. À đó hả? Ừ. Cái nổ quá trời luôn.
mấy anh nên phá quá, mình phải coi cái hồ này là cái hồ chung để mình cao giống vui. Đây là Nghĩ chỗ cũng chưa. mình phải có ý thức giữ gìn hệ sinh thái chung, chứ còn mà cứ cứ chích cứ phá miết đi thì cái hồ này vài bữa cá nào cao. Phải một nữa. Nói chung cái hồ đi là nếu mà biết biết ái là cá, nói chung các loại ốc đồ nữa này quá Ốc trời luôn. nó vào đây nó sinh sôi nó yên tĩnh mà, chứ còn mà anh phá quá thì nó còn cái gì mà nó vô được. Mấy bữa chích điện ngày 1, ngày 1 Chết em chích trời. điện. Ngày 1 chích điện. Còn gì nữa? Cái này để dây cao giả trí thôi chứ đừng có chích. Không, mà tương lai thì khu này mà hình thành thì họ cũng cấm thôi. Cấm liền chứ. Chỗ khu Cấm nữa, chứ. khu nữa hình thành còn lao lắm anh ơi, 10 năm nữa. 10 năm nữa anh ơi. 10 năm nữa. 10 năm cứ trây 10 năm chứ không bao giờ có gió dưới rồi đó. Cho nên là anh yên tâm là anh đi cao. Cái khu Cao này thôi. là đất là anh mua anh bán thôi phải không? Dạ. Ai ở đâu có. Nhà anh ở chỗ mô. Ô, Cầu Rồng mà lên tới đà cao luôn hả? Nhưng mà thằng con làm nhà ở đây chỗ chợ trong nước này À. nè. Con ở trên đây cái mình chạy lên chạy xuống chơi. À, anh là đi cao giờ tí thôi đó. Chơi giờ tí thôi Dạ. chứ. Cô anh ở chỗ chạy ống nước á, cái khu chạy ống nước đó. Ở bên bên cái khu 59 á, khu khu mới nè. Khu mới à? Dạ. Ba mấy đứa con ở hết nữa mà. Ủa đó à? Mà đang anh không về ở với Hán mà anh ở dưới Cầu Rồng. À. Có nhà riêng, con cái có nhà riêng thấy khỏe rồi. Ừ, cho nên trừ đi cao đúng rồi chứ. Thư giãn bớt rồi chứ. Bữa nữa đi lần rảnh rảnh mình đi đi chứ, cũng còn đi làm. Dạ. Mình còn làm được mà. À, anh dự định làm cái gì? Làm nói chung là cũng làm nhưng mà làm cho câu. À. Nói chung Chứ mấy ngày nay dịch cũng là cũng nghỉ giúp hết. rồi đó đó. Dạ. Giúp vậy thôi chứ. Dạ. Thôi nó rảnh đi cao nên cho nó thư thả. Có mấy con nữa thì về kiếm mấy ve thì cũng được. Có con thôi. Ồ, có bóng đi là con nghệ thâu chứ. Chiên xù ngon lắm. Sụt trời trời. Chiên xù ngon. Có món này chiên xù rất là ngon. Dạ. Đã lắm. Ở tôi đi cao tôi về luôn. Con có bóng lần thường là anh bỏ màu gì? Tôm, tôm lòng. Tôm lòng à? Tôm lòng cũng được mà tép cũng được. Ừ. Tép là chừng mình đi sớm á. Dạ. Có, mình bỏ tôm. Mỗi con là mình bỏ lượng màu khác nhau hay sao? Không, có rô hát công an luôn chứ. À mình cũng đẹp luôn à. À, Công an. nếu lỡ mình cao lên con có rô to to thì mình vẫn lái chứ. Bà lái chứ. Ôi bữa có đồ cầu quá trời. Dạ. Có đồ bữa cầu miết đó nha. Dữ Dạ. lắm. Nhưng mà bữa nay không có đồ nữa. Không có cái rô nè. Có rô mình nghĩ sống xong này cũng sạch thôi á, ăn mừng tiền bình thường. Ba có này ăn ngon lắm. Dạ. Còn mấy cái chỗ mà cái cao chỗ này Dạ. Thôi cao đây nhá, em đi bộ tí nhá. Dạ. Đi vòng 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 đây cái anh về luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Việt Nam mình cái gì cũng phá được trăng á. Có cái hồ cho đẹp để câu cá mình cũng chích điện chết cá trơn. Người Việt Nam mình có một cái tâm tâm tính gì các bạn biết không? Là ăn sổi ấy, ở thì nó cũng vinh vào trong máu trong não người Việt Nam rồi các bạn này. Đó cũng là một trong những cái văn hóa của người Việt mình. Mà chính cái văn hóa này cũng góp phần là kìm hãm phát triển của con người và cái của quốc gia này các bạn ạ. Ở cái nước người ta làm gì họ cũng nghĩ sao xa, người ta làm gì người ta cũng nghĩ đến thế hệ mai sau. Còn mình làm gì là coi như là trước mắt thôi. Cái gì cá bụp phát cái đã. Và các bạn mà đi du lịch là các bạn đi mua sắm á, các bạn không bao giờ có cái niệm mà nó bán đúng giá này các bạn. Các bạn là lạ tới nghe cái giọng là lạ nó cháy một phát là các bạn đứt cổ liền, một lần đi là không bao giờ giống trở lại. Tình hình mấy năm nên cũng cải thiện cũng đỡ rồi các bạn, nhưng mà phần đa mình thấy cũng
nghe giọng là lạ của mình là bàm nát nát xương liền á. Bởi cuối cùng là đi du lịch là cuối cùng là ôm theo cái tức mọi người rất là khó chịu. Mùa hố các bạn nè. Rồi sáng nay mình qua như vậy thôi. Bye các bạn ha. Cho mình một like và đăng ký kênh như mình nha. Bye các bạn.